Mọi người gọi đồ trước đi, ta ra ngồi vệ sinh một chút. Sở Phong sư đệ, chờ ta với, ta cũng đi. Qua, năm nay thân độ hoàng tộc của Đông Phương Lục Địa đúng là cử đến một đoàn nhân vật không đơn giản. Đúng vậy, mấy ngày trước Đông Phương Lục Địa đã có hai vị hoàng tử của thân độ hoàng tộc rồi. Bọn họ có tu vi thiên võ tứ trùng, ở tuổi như thế, tu vi như thế, nó như bá nhập vào thư viện Tứ Hải, chắc chắn là trọng điểm được bồi dưỡng. Không ngờ hôm nay thân độ hoàng tộc lại đến một thiên võ ngũ trùng. Xem ra thân độ hoàng tộc này chắc là thế lực mạnh nhất Đông Phương Lục Địa rồi nhỉ. Nhìn cái gì mà nhìn, nhanh cút đi, làm cứ động hoàng tử nghi ngờ, các ngươi đều phải chết. Thật là muốn tìm cái chết. Sở Phong sư đệ, chúng ta chân ướt chân ráo mới đến, nhiều việc không bằng ít việc, chúng ta đi tìm chỗ khác bàn công việc. Trần Sơ Quân, có việc gì cứ nói thẳng ra, quan hệ giữa hai chúng ta không cần ngại. Kỳ thực lần này ta tìm đệ đúng là có một việc. Ta biết đệ đã đi khắp nơi trên Đông Phương hai vực, cho nên ta mới muốn nhờ đệ giúp đỡ. Ta muốn khi Sở Phong sư đệ đi du hành khắp nơi, giúp ta chú ý một chút. Nếu như nhìn thấy ký hiệu như thế này, xin nhất định phải nói cho ta biết. Đây là Trương Sư Huynh, ngọc bội này của huynh từ đâu mà có? Ta cũng không dám giấu, ta không nhớ việc gì đã xảy ra trước khi 6 tuổi. Nhưng khi ta tỉnh dậy đã thành châu rồi. Ta lúc đó trên người không có một đồng, trừ bộ y phục trên người thì cũng chỉ có miếng ngọc bội này và một bộ huyền công cấm kỵ. Ta không biết ta tại sao lại mất đi ký ức, nhưng ta biết ta không thuộc về cửu châu đại lục, và miếng ngọc bội này chắc chắn có thể giải được bí mật về thân thế của ta. Sở Phong sư đệ, để chỉ cần giúp ta lưu tâm một chút là được rồi, có thể tìm được hay không còn xem duyên phận. Trương Sư Huynh, huynh họ ra Trương Sư Huynh tu luyện huyền công cấm kỵ không phải là kỳ ngộ có được. Đều chủ yếu nhất, thân thế của Trương Sư Huynh chắc cũng rất đặc biệt. Một đứa trẻ 6 tuổi, không cha không mẹ, sinh sống trong một môi trường lạ lẫm, ít nhất cũng còn có người nhà chăm sóc. Trương Sư Huynh, huynh yên tâm, để nhất định sẽ để ý. Nhưng ngọc bội huynh cứ giữ ở bên mình đi, để đã nhớ hình dáng của nó rồi. Thế vất vả cho Sở Phong sư đệ rồi. Tiêu rồi, Tiểu Nhu, Tiểu Khương và Vô Thường vẫn còn ở trong khách điếm. Vô Thường, vết thương của người thế nào rồi? Ta không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Ngạo mạn thế, ta còn nghĩ lợi hại thế nào, kết quả là một lũ phế vật. Ngươi họ Khương đúng không? Không sai, ngươi muốn thế nào? Họ Khương kia nhớ cho rõ, một hoàng tộc phế vật như Khương thị hoàng tộc căn bản không đánh được truyền thừa huyết mạch. Không lâu nữa bọn ta sẽ phái người đi sang bạn Khương thị hoàng tộc. Ngươi, Vô Thường đệ đệ, ngươi không được bất động, chờ Sở Phong và Khương và Trương Thiên Dật quay lại, tự nhiên có thể xử lý cái tên thân đồ lãng. Mình không được bất động, bắt buộc phải nhịn. Nó như liên lụy đến tội như tội Mỹ, thế thì quá có lỗi với Sở Phong đại ca rồi. Các vị đại nhân xin phép một chút, đâu trách tiểu nhân không tốt. Ông là người nào? Hồi đại nhân, ta là ông chủ của khách điếm này. Mẹ nó, ngươi chính là ông chủ của khách điếm này sao? Mẹ nhà ngươi còn dám xuất hiện trước mặt của hoàng tử nhà ta? Hề, chúng ta là người có thân phận, chủ y tổ chức. Đa tạ đại nhân. Bản hoàng tử đến chỗ của người ăn cơm, đến gian phòng tử tế cũng không có. Ngươi biết ngươi phạm tội gì không hả? Đây, tiểu nhân không biết. Tử tội? À, giết người rồi. Là người có thân độ hoàng tộc ở trên Đông Phương hai vực, chúng ta giết người rồi. Chạy đi đâu? Toàn bộ đỡ lại cho ta, cho các người đi theo ông chủ. Đi, giết hết bọn người này cho ta, đừng để ai sống sót. Tôn mệnh. Lại dám giết người vô tội không chút ngần ngại như thế, các người có còn là người không hả? Cứu mã. Người, ta là thần, người ở đây đều quá rỗi, người ở đây nhiều quá rồi, dẫn đến một gian phòng tráng lệ cho chúng ta dừng chân cũng không có. Làm lỡ hành trình của ta, làm loạn kế hoạch của ta, chết đều là trừng phạt tốt nhất đối với bọn chúng. Ngươi đúng là một súc sinh. Súc sinh? Ngươi dám gọi ta là súc sinh? Thế ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là súc sinh thật sự. Người đâu, lột sạch y phục của hai con nhá đầu này cho ta. Bản hoàng tử các ngươi, cho các ngươi thưởng thức hưởng thụ một hiện trường xuân cung đồ. Tuân lệnh.
Các ngươi đúng là muốn chết. À, Sở Phong, muốn giết bọn ta, các ngươi vẫn còn chưa đủ tư cách. Mẹ nó, dám động thủ với người của ta, đúng là muốn chết. Người đâu, giết hết chúng nó cho ta. Hoàng tử, cứu ta. Người đúng là muốn chết. Sức mạnh thật sự của Sở Phong bây giờ không biết mạnh đến mức độ nào rồi, sợ rằng đến Thiên Võ Bát Trọng cũng chưa chắc là đối thủ của Sở Phong. Người, ta phải khiến người tan xương nát thịt mới được. Đi. Thân đồ hoàng tử này quả thật rất mạnh, có thể đẩy lùi được hai kỳ binh đã nhận chủ. Nếu như mà đấu đơn độc, ta sợ không phải là đối thủ của hắn. Đến đúng lúc lắm. Sở Phong, lại dám tay không tiếp kỳ binh, ngươi cũng thật là muốn chết à? Phá cho ta. Sao có thể được? Ngươi lại. Hai kỳ binh này mặc dù là còn kém hơn một chút so với quỷ phủ tu la của ta, phẩm chất không tệ. Tiểu nhu tiểu mỹ, tặng hai kỳ binh này cho hai người hộ thân thế nào? Được chứ? Cái thứ khốn kiếp lại dám tặng kỳ binh của ta cho người khác, ngươi cũng là quá coi thường ta rồi đấy. Ngươi lại dám cắt đứt liên hệ giữa ta và thần binh. Ngươi rõ ràng chỉ là Thiên Võ lục trùng, vậy mà lại ngây thơ. Khốn kiếp, ngươi dám đối xử với ta như thế này, ngươi có biết ta là ai không? Nếu như mà để cho phụ hộ của ta biết được, nhất định là sẽ giết tất cả lũ các ngươi. Ngươi chắc chắn phụ hộ ngươi có thể biết được chuyện hôm nay. Ngươi vừa mới nói họ làm chậm trở hành trình của ngươi, vì thế mới đáng chết. Vậy ngươi có biết dám ra tay với bạn hữu của ta thì có kết cục như nào không? À, vị huynh đệ này hiểu nhầm, thật sự là hiểu nhầm. Ta vốn là không có ý ra tay với bạn hữu của ngươi. À, huynh đệ, ngươi là cái gì thế? À, tha cho ta đi. Chúng ta có chuyện gì từ từ thương lượng. Đừng sợ, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Ngươi sắp biết rồi. À, còn mẹ nó. À, tổ tàu của ngươi, ngươi lại dám ném ta, bổn hoàng tử ta vào hố phân. Ta nhất định là sẽ giết chết ngươi. Sở Phong, lần sau có chuyện tốt như là hút bản nguyên này, phải nhớ gọi ta. Túi càng khôn và những bảo vật của những người này rất là phong phú đó, quả thật là rất giàu có, đặc biệt là cái tên nhân đồ hồn tử đó, chỉ tính Thiên Châu đã có 10.000 rồi. Sở Phong đại ca, Hân không biết nghĩ thật đấy, Hân muốn chôn sống cái tên này trong hố phân à? Sở Phong sư đệ, tiểu tử này đã quá ngông cuồng, lại dám ra tay với Vô Thương đệ, còn dám có ý đồ với Tô Nhu và Tô Mỹ cô nương. Phải chỉnh hắn bằng chết thì thôi, trực tiếp giết hắn thì quá hời rồi. Sẽ không dìm chết hắn đâu, có kết giới có thể bảo vệ hắn, sẽ không để cho hắn tiếp xúc trực tiếp với hổ phần. Kết giới đó có thể khiến hắn ngăn cách với phần. Ta đã vẽ một trận pháp trên kết giới, trận pháp đó có thể hấp thụ được năng lượng bên ngoài, cưỡng chế rót vào trong người của hắn, có thể duy trì tính mạng của hắn. Năng lượng bên ngoài lẽ nào là phần? Không sai, kết giới của ta có thể trói buộc sức mạnh của hắn, cho dù hắn có nguyện ý hay không, trận pháp sẽ chuyển hóa thành năng lượng rót vào cơ thể của hắn. Trừ khi phân đã bị hắn hấp thụ sạch sẽ rồi, nếu không hắn sẽ không chết. Sở Phong đại ca, thiệt cho huynh nghĩ ra được là dám cưỡng chế rút năng lượng phân vào trời cái tên thân đồ lương đó hấp thụ. Sở Phong sư đệ, ta phục rồi, chiêu này của ngươi còn gơ hơn cả ta nghĩ. Xem ra cái tên thân đồ lương này bây giờ chắc đã muốn chết rồi. Cũng quá cơ tẩm rồi, dù gì cũng đã không còn muốn ăn nữa. Hay là chúng ta lên đường đi. Chúng ta về chiến xa trước.